vitamin C của hãng dược phẩm Zhuhan. Đây là hộp nhỏ và đây là hộp lớn. Hộp nhỏ chúng ta dùng cho cá nhân và hộp lớn thì chúng ta dùng cho cả gia đình. Cùng với vitamin E, ALA và glutathione thì vitamin C là một trong số những dưỡng chất có cái khả năng chống oxy hóa rất là cao, tăng sức đề kháng, làm hạn chế cái quá trình lão hóa. Đồng thời vitamin C nó gây ức chế sự hình thành sắc tố melanin, gây nên cái hiện tượng sạm nám tàn nhang, giúp tăng sinh collagen. Và cái này thì chắc là các chị sẽ quan tâm nhiều hơn là các anh. Collagen thì nó sẽ giúp cho các cái tế bào da của chúng ta liên kết với nhau một cách chặt chẽ hơn, làm cho da của chúng ta căng sáng mịn hơn. Có một cái đặc điểm của vitamin C đó là đây là một loại vitamin nó tan trong nước, nó khác hẳn với vitamin E nhá. Vitamin C nó tan trong nước, chính vì vậy mà khi mà chúng ta thu nạp cái vitamin C vào trong người thì nó sẽ thường xuyên được đào thải qua thận. Do đó chúng ta cần phải bổ sung vitamin C hàng ngày. Một cơ thể bình thường thì cần một cái hàm lượng vitamin C cỡ khoảng 1000mg mỗi ngày để nó vừa đáp ứng được cái quá trình là tăng sức đề kháng, cái hiệu quả làm đẹp. Cái đặc điểm của vitamin C đó là nó tan trong nước, chính vì vậy mà chúng ta cần bổ sung hàng ngày nhé quý anh chị. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là một năm có 365 ngày thì chúng ta cần phải bổ sung cả 365 ngày luôn. Bởi vì ngày nào chúng ta bổ sung vào thì nó cũng sẽ đào thải qua thận. Một hộp nhỏ như này thì gồm có 100 viên và mỗi viên nó có hàm lượng là 1000mg vitamin C. Để mà có 1000mg vitamin C thì chúng ta tưởng tượng giống kiểu là mình phải ngồi ăn cả một rổ cam vậy á. Thời gian đâu mà ngồi ăn cả rổ cam đúng không ạ? Một hộp như thế này thì sẽ gồm 100 viên. Chúng ta sử dụng mỗi ngày một viên nha quý anh chị. Lưu ý khi sử dụng vitamin C đó là chúng ta nên sử dụng vào ban ngày, bởi vì nó đào thải qua thận. Nếu mà chúng ta sử dụng vào ban đêm ấy, nó sẽ gây lắng đọng ở thận và có thể gây ra tình trạng sỏi thận và tình trạng mất ngủ.